Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục pháp luật cho đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cho đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu nội dung quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ, quy định Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong phần trả lời thư, có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới có 4 nhóm, 19 tiêu chí. Với mỗi tiêu chí, quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng dùng. Trong đó, tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai có các nội dung Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Về thu nhập bình quân đầu người năm 2022, chỉ tiêu chung là từ 48 triệu đồng một người trở lên. Còn đối với dùng trung du miền núi phía Bắc, dùng Bắc Trung Bộ là từ 39 triệu đồng một người trở lên. Dùng đồng bằng sông Hồng là từ 53 triệu đồng một người trở lên. Dùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên – là từ 44 triệu đồng một người trở lên. Dùng Đông Nam Bộ là từ 62 triệu đồng một người trở lên. Đồng bằng sông Cửu Long là từ 53 triệu đồng một người trở lên. Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn gồm các nội dung. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của luật hợp tác xã. Xã có mô hình liên kết sản xuất, gắn giới tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, gắn giới xây dựng dùng nguyên liệu và được chứng nhận diệt cáp hoặc tương đương có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống nếu có, gắn giới hạ tầng về bảo vệ môi trường, có tổ khuyến đông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Tiêu chí về y tế có 4 nội dung. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế áp dụng đạt cho cả nam và nữ, Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thể thấp còi, chiều cao theo tuổi, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm các nội dung tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản là nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường cảnh quan không gian xanh sạch đẹp an toàn không để xảy ra tồn động nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom xử lý theo quy định tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định. Về xã nông thôn mới nâng cao có 19 tiêu chí, trong đó về tiêu chí quy hoạch có các nội dung. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. Tiêu chí giao thông gồm các nội dung. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp và có các hạng mục cần thiết, biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh, theo quy định. Tỷ lệ đường thôn bản ấp và đường liên thôn bản ấp được cứng quá và bảo trì hàng năm có các hạng mục cần thiết theo quy định, biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh và đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Tỷ lệ đường ngõ sớm được cứng quá, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng quá và đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Về thu nhập bình quân đầu người năm 2022, chỉ tiêu chung là từ 58 triệu đồng một người trở lên. Còn đối với dùng Trung Du miền núi phía Bắc, dùng Bắc Trung Bộ là từ 47 triệu đồng một người trở lên dùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long là từ 64 triệu đồng một người trở lên. Dùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên là từ 52 triệu đồng một người trở lên. Dùng Đông Nam Bộ là từ 76 triệu đồng một người trở lên. Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn, khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với dùng trung du miền núi phía Bắc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình giới thiệu một hộp thư truyền hình. Vị khán giả đầu tiên chúng tôi xin trao đổi là ông Trần Hoàng Minh ở phường 1 thị xã Giá Rai hỏi. Từ tháng 2 năm 2022 một số mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Xin hỏi, việc áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% được thực hiện cụ thể như thế nào? Ông Minh thân mến, theo công văn số 2688 của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc giảm thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15 trên 2022 hướng dẫn như sau. Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc là trong khi cung cấp dịch vụ đã lập quá đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 với thế suất 10%. Nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, thì đối với phần tiền đã lập quá đơn trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập quá đơn từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 1 năm 2022, nhưng đến tháng 2 năm 2022, cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa dịch vụ phát sinh trong tháng 1 năm 2022, thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 với thế suất thế giá trị gia tăng 10%, sau ngày 1 tháng 2 năm 2022, phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng thuế giá trị gia tăng hoặc trả lại hàng thì quá đơn điều chỉnh, quá đơn trả lại hàng được lập với thế suất thuế giá trị gia tăng là 10%. Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với các quá đơn lập từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Như vậy, việc áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quy định được trích dẫn ở trên. Bạn Hoàng Thị Quỳnh ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải viết thư về chương trình hỏi. Tôi nghe nói chính phủ sẽ có hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng cho người lao động. Xin hỏi những người lao động nào sẽ được hỗ trợ này? Bạn Quỳnh thân mến khoảng A11.3 điều 3. Nghị quyết số 43 trên 2022 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong đó có đề cập đến việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm, sử dụng khoảng 6,6 ngàn tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Điểm A khoảng 212 2, Nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 trên 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình bằng quy định. Hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng một tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng một tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Như vậy, người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được hưởng hỗ trợ này. Chúng tôi vừa nhận được thư của anh Phạm Thanh Mừng ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long, thư anh trình bày. Cháu tôi năm nay 14 tuổi, trong giờ đi học, nhà trường cho nghỉ nên ra ngoài chơi, không may cháu tôi gây thiệt hại cho người đi đường. Vậy trường hợp này ai phải có trách nhiệm bồi thường? Anh mừng thân mến điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau. Người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu trừ trường hợp quy định tại Điều 559 của Bộ Luật này. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường. Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường, thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ, thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường. Ngoài ra, tại Điều 599 Bộ Luật Dân sự 2015 còn quy định, người chưa đủ 15 tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại, thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Trường hợp bệnh viện pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý. Trong trường hợp này, cha mẹ người giám hộ của người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường. Do cháu bạn dưới 15 tuổi và gây thiệt hại trong giờ đi học nên nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, nếu nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý, thì cha mẹ, người giám hộ của cháu bạn phải có trách nhiệm bồi thường. Tiếp theo chương trình, ông Phan Văn Diệt ở xã Hưng Hội, quận Vĩnh Lợi. Thưa ông hỏi. Tôi mua căn nhà ở khu dân cư Hoàng Phát với diện tích 80 m vuông, dây ngân hàng 500 triệu đồng, thời hạn là 15 năm. Sau đó ngân hàng đang giữ vậy tôi có được bán căn nhà khi đang nợ ngân hàng hay không? Xin chào ông Việt, khoảng 8 điều 320 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau. Không được bán thay thế trao đổi tặng cho tài sản thế chấp trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoảng 5 điều 321 của Bộ luật này. Khoảng 4 và khoảng 5 điều 321 của Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của bên thế chấp như sau. Được bán thay thế trao đổi tài sản thế chấp nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp. Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận. Được bán trao đổi tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc là theo quy định của luật. Theo quy định trên thì thế chấp sẽ không được bán thay thế, trao đổi tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý. Như vậy, ông sẽ không được bán nhà đất của ông cho người khác nếu không được ngân hàng đồng ý. Bạn Nguyễn Công Trạng ở xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân hỏi Chúng tôi đã ly dị, vợ tôi được quyền nuôi con. Nay vợ tôi đi lấy chồng khác, con tôi phải ở với bà ngoại. Vậy tôi có quyền được nuôi con hay không? Bạn Trạng thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm trả lời như sau. À, xin trả lời à, yêu cầu của bạn Nguyễn Công Trạng. Điều 71, điều 72 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Đây là nghĩa vụ riêng có và trước hết của cha mẹ đối với con của mình Trường hợp bạn hỏi Tòa án đã giải quyết giao con cho vợ bạn trực tiếp nuôi con Nay người vợ đi lấy chồng khác để con ở với bà ngoại Tại điều 84 của luật hôn nhân về gia đình Có quy định về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn Nếu bạn thấy việc vợ bạn giao con cho bà ngoại nuôi dưỡng Không đúng với quyết định của tòa án không bảo đảm phù hợp với lợi ích của con và điều kiện hiện tại không bảo đảm cho sự phát triển bình thường của bé thì bạn làm đơn khởi kiện tại tòa án nơi vợ bạn đang sinh sống để yêu cầu tòa án giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con theo ly hôn. Sau ly hôn theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.